lựa ốc quá mọi người. Khi mà cho vào nước mà nó không có nổi lên là ốc tươi á. Huyền cũng nghe được dạy như vậy. Sáng nay Khánh Huyền đi chợ mua được một mớ ốc nên về kêu Tướng nấu món bún ốc cho cô ăn. Trên màn ảnh thấy Huyền hay vào vai nhà giàu quý phái. Vậy thôi chứ, thích ăn mấy món mang đậm hùng vị lắm nha. Em một khúc sông cầu, sao trời lọt qua mắt lưới, rơi đầy xuống lòng sông sâu. Tình đã trao nhau êm đềm, em là cô tâm thảo hiền. Nhờ lạc dâm mấy cọng rau thôi mà ví mình như cô tấm thảo hiền luôn rồi đó. Tướng đang sắc nhỏ ốc ra để nhồi với mọc đó cả nhà. Nhưng Tuấn vẫn chừa lại một ít ốc nguyên để lát xào sơ qua cho vào nước lèo. Mọc thì Tuấn cũng nêm nếm gia vị đầy đủ, sau đó nhồi cho đều hết các nguyên liệu lại với nhau là Tuấn vò thành từng viên vậy nè. Cà chua thì Tuấn đem xào rồi cho vào nồi nước lèo. Tuấn cũng có nêm xíu gia vị vào cà chua rồi nha. Sẵn chảo thì Tuấn xào luôn mớ ốc lúc nãy còn thừa lại, sau đó cũng cho hết vào nồi nước lèo. Kế đến Tuấn cũng cho hết mọc vào, nêm nếm lại nồi nước lần nữa, rồi múc ra tô thôi. Nồi này bữa nay ăn xong chắc phải chia mỗi người một bịch sách về chứ ăn không hết nổi rồi. Tuấn hỏi Huyền, có vừa vị không? Huyền nói, lúc nào anh Tuấn nấu mà không ngon, biết bà Thảo mai. Nhưng thôi, thà vậy có động lực, chứ nói thẳng qua thì ít thấy Tuấn nấu ăn lắm nha. Xin mời cả nhà ăn với Tuấn nha. Đoạn ăn Tuấn để lâu lâu theo yêu cầu của cả nhà đó nha.